cùng với chúng tôi vote no on recall, chống bãi nhiệm. Thưa quý vị, quá trình bầu cử ở nước Mỹ là một quá trình dân chủ. Nếu các nghị viên đương nhiệm không làm được việc, đến tuần tự, Phó Hiệu trưởng Kimberly Hồ trong năm nay tháng 11 sẽ tái tranh cử. Nếu cô không làm được việc, cử tri của Westminster sẽ bầu người khác. Nếu cô làm được việc, quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm và ủng hộ cô. Quý vị hãy nhìn tư cách và đạo đức và giá trị luân lý của Hoàng Kiều. Thưa quý vị, một người, một ông già 73 tuổi có tiền đi ôm một cô gái 27 tuổi, tuyên bố trên báo chí, trên truyền thông đêm 7 ngày 3. Đó là một cái giá trị luân lý và đạo đức mà người Việt Nam không thể chấp nhận được. Nếu quý vị ủng hộ việc làm của Hoàng Kiều ngày hôm nay là quý vị ủng hộ cái tư tưởng và cái giá trị đạo đức, xin lỗi quý vị, loạn luân đó. Ngày hôm nay ông Hoàng Kiều đã bỏ ra 1.300.000 để xin đủ chữ ký, để rồi cư dân của thành phố Westminster phải tốn 400.000 đô la từ công quỹ để làm cái chuyện riêng cho cái ý đồ đen tối của ông. Xin quý vị đồng hương hãy sáng suốt nhìn trong tất cả các sự việc đã xảy ra, anh em chúng tôi, các vị dân cử gốc Việt, chúng tôi đã chịu rất là nhiều tiếng thị phi. Ở nước Mỹ này, public figure là một người có tên tuổi, chúng tôi có thể bị bêu xấu, có thể có người lên đài bắt chúng tôi phải làm thái giám. Quý vị xem đã rất ngạc nhiên là hiểu rằng tại sao thị trưởng Đại lý không lên tiếng, anh Charlie không lên tiếng, luật sư Lâm không lên tiếng, tôi không lên tiếng. Tại vì chúng tôi phải chấp nhận những tiếng thị phi đó. Cho dù là vợ con của chúng tôi đang đau khổ, bạn bè của chúng tôi đang đau khổ, bao nhiêu người đã liên lạc với anh em chúng tôi để nói rằng chúng tôi lên tiếng. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng tôi đã là những người dân cử, chúng tôi phải chấp nhận những tiếng thị phi đó. Quý vị đồng hương hãy cùng với chúng tôi suy nghĩ lại tất cả những sự việc. Ai sẽ là người lợi nhất trong cái chuyện recall thành phố Westminster ngày hôm nay? Chỉ cần một mũi tên có thể đánh đổ hết tất cả 35 năm mà chúng ta đã gây dựng. Quý vị thử tưởng tượng khi mà thị trưởng Tạ Đức Trí, người Việt Nam đầu tiên được đắc cử chức vụ thị trưởng của thành phố Westminster. Nó là một cái tiếng vang, nó là cái niềm kêu hãnh, không phải là cho Westminster mà thôi, mà cho tất cả mọi người Việt Nam trên toàn thế giới. Thưa quý vị, cho dù là chúng tôi ở một thành phố lân cận, khi mà chúng tôi đắc cử vào hội đồng thành phố Fountain Valley, chúng tôi chấp đảm nhận chức vụ thị trưởng, nó cũng là niềm vui cho con em của chúng ta, không phải riêng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lưu Sài Gòn, mà khắp các nơi, để rằng thế hệ con em của chúng ta nhìn thấy tấm gương đi trước của cha chú để bước lên. Thì xin một lần nữa, quý đồng hương, quý cơ quan báo chí truyền thông, quý vị đang theo dõi livestream, nhìn thấy sự việc, hiểu được sự việc, và cùng với chúng tôi vote no on recall, chống bãi nhiệm. Xin tất cả quý vị ngày hôm nay về nhà cầm theo tấm bản cấm bãi nhiệm và cấm ngay trước nhà của mình. Cảm ơn quý vị. Rất là cảm ơn thị trưởng của thành phố Fountain Valley, và chúng tôi cũng rất là hãnh diện, người Việt Nam đáng hãnh diện vì anh. Vì anh là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào thành phố Fountain Valley. Rất là cảm ơn anh đi dẫn đầu. Vui cho mọi người. Chúng tôi còn hai vị dân cử nữa mà có thể nói là cũng là nạn nhân của Hoàng Kiều. Và chúng tôi xin phép gọi lên
chúng tôi xém nữa là quên nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Xin mời Nguyễn Mạnh Chí cùng với. Và lời đầu chúng tôi xin được cảm ơn, xin lỗi Trần Thái Văn. Cảm ơn anh Ngô Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi rất là cảm kích cái sự thương mến của quý vị cũng như là cái sự hiện diện đông đảo của quý vị, nhất là các cơ quan truyền thông ngày hôm nay cũng có mặt, cũng như là các vị quan tâm tới cộng đồng của chúng ta. Và thưa với quý vị, chắc hẳn quý vị biết rằng là trong những ngày qua thì quý vị cũng như tôi đã chứng kiến được cái hoàn cảnh, cái cảnh mà Hoàng Kiều và đồng bọn của ông ta đã âm mưu để lũng đoạn cái thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung. Và ông cũng như đồng bọn của ông là những người chúng tôi phải nói là những người thân cận, chúng tôi dám tố cáo việc này và đã vu oan cáo vạ cho chúng tôi để toan tính và triệt hạ uy tín của chúng tôi cũng như là đòi bãi nhiệm ba người chúng tôi. Và thưa với quý vị, trong những bài nói chuyện của các vị vừa qua, ông Hoàng Kiều đã bỏ ra hơn 1 triệu để lấy chữ ký. Mà chúng tôi nói rằng lấy chữ ký này không phải là lấy chữ ký một cách mà đúng với là cái phương thức mà lấy chữ ký, mà ông đã dùng cái mưu kế toan thủ thuật của ông để mà gian lận lấy những chữ ký đó. Và chính vì như vậy ông đã được đủ 20% chữ ký. Thưa với quý vị, ông bỏ tiền triệu để đi vận động lấy chữ ký, ông đã treo đầu heo bán thịt chó. Quý vị biết rõ cái việc này, chúng tôi đã nói ra rất nhiều về việc đó. Hoàng Kiều treo đầu heo bán thịt chó và nói đồng bọn của ông đã làm việc đó.